cả mọi người một mùa hè nữa đã qua và một năm học mới lại bắt đầu. Ngay lúc bây giờ thì mọi người cũng đang tất bật chuẩn bị quần áo mới, sách vở mới cho con em của mình. Và trong những năm gần đây thì nhà trường cũng đã có cập nhật chương trình học mới, trong đó đặc biệt có môn âm nhạc thì được phổ cập thêm hai món nhạc cụ, đó là kèn phím và sáo recorder. Hai dòng sản phẩm này được sử dụng trong môn âm nhạc và hầu như ở một số nơi cũng đều có bán các mặt hàng này, nhưng riêng đối với nhạc cụ Trần Liêm quan tâm đến sức khỏe của con em mình, cho nên nhạc cụ Trần Liêm đã nhập về hai mặt hàng sáo recorder và kèn phím đều của nhãn hàng Yamaha và có xuất xứ rõ ràng và có tem chống giả của Bộ Công an. Hai mặt hàng này được sản xuất từ nhựa chất lượng và an toàn đối với trẻ em cũng như là người lớn mình luôn. Hai sản phẩm này giá bán rất mềm tại nhạc cụ Trần Liêm và mọi người khi đến với nhạc cụ Trần Liêm thì sẽ không phải bị hớ giá đâu nha mọi người, bởi vì những sản phẩm ở đây đều được nhập vô có giấy tờ hẳn hoi và có cái tem chống giả của Bộ Công an đàng hoàng nha mọi người. Và cây kèn này với giá là 750.000 đồng, một cây kèn rất chất lượng và hầu như mọi người ngửi lại gần không, hầu như là không nghe cái mùi nhựa nha mọi người. Một số mặt hàng sản phẩm kèn phím khác khi mình mở, vừa mới mở túi ra đã nghe cái mùi nhựa nồng nặc rồi, nó rất là khó chịu. Rồi mặt hàng thứ hai đó là sáo recorder của Yamaha luôn, nó có mã là IRS24B và được khi mà mình mua cây kèn này á, thì nó sẽ bao gồm cả một cái túi vải này, ở phía sau thì sẽ có tem chống giả của Bộ Công an. Rồi cây sáo này rất cứng cáp và chất lượng và đặc biệt là nó có thể tháo ra làm 3 khúc để cho mình tiện vệ sinh trong này. Đó, mọi người chỉ cần tháo ra như vậy và đổ nước vào sục rửa là xong. Và cây kèn này và cái cây sáo này hầu như không có mùi luôn nha mọi người. Không có mùi nhựa luôn. Rất là an toàn với các bạn nhỏ cũng như là an toàn cho chính bản thân của mình luôn nữa ạ. Rồi nếu như mà mọi người có nhu cầu muốn mua hai sản phẩm này để về cho con em mình học tập thì cứ liên hệ đến nhạc cụ Trần Liêm qua số điện thoại được để ngay bên dưới hoặc đến trực tiếp cửa hàng nhạc cụ Trần Liêm tại số 48 đường Nguyễn Thị Kiểu, phường Hiệp Thành, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.